Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhà có khách được phát sóng trên kênh SCTV14, kênh phim Việt. Kính thưa quý vị, ở số trước, Huỳnh Quý có dịp tiếp đón chàng sói ca, đó chính là anh Henry Bích Nguyễn. Và có hứa là ở số này, hai anh em chúng tôi sẽ dành thời gian trò chuyện nhiều hơn. Henry xin kính chào Huỳnh Quý và Henry xin kính chào tất cả quý vị khán giả kênh SCTV14 và khán giả của chương trình Nhà có khách. Được biết là trước khi mà đến với con đường nghệ thuật á, anh cũng từng tham gia một cái ngành nghề khác, đó chính là ngành hàng không. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về chuyện đó được không ạ? Henry thì lớn lên ở Mỹ từ bé và khi mà lên đại học, Henry đeo đuổi ngành phi công. Cho nên là Henry đã tốt nghiệp đại học hàng không ở bên Mỹ. Nhưng mà sau đó thì anh lại không có đi làm theo cái ngành mà anh học. Tình cờ về Việt Nam chơi á, thì anh tham gia game show. Thì từ đó anh bén duyên với lại nghệ thuật và anh hoạt động nghệ thuật tới bây giờ luôn. Vậy cơ duyên nào đưa anh tới với những vai diễn, những bộ phim, truyền hình hả anh Henry? Trước là mọi người book anh đóng MV. MV đầu tiên anh đóng là cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó thì anh tham gia quảng cáo. Rồi sau đó anh mới bắt đầu tham gia những cái vai nhỏ trong phim điện ảnh, những cái vai khách mời. Và từ từ anh lên. Thì vừa rồi là Trên cả tình thân là vai chính đầu tiên anh tham gia. Wow, chúc mừng anh có một vai chính đầu tiên cho bộ phim truyền hình. Khi anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình thì anh có thần tượng một idol nào không ta? Để lấy hình tượng nó làm mẫu để mình cố gắng mình phát triển theo cái hình tượng đó. Henry thì không có thực sự là idol riêng một ai đó. Thường thì Henry sẽ xem rất là nhiều phim của rất là nhiều diễn viên khác nhau để mà mình học, mỗi một người mình học được một cái hay riêng của họ. Trước đó anh có học qua diễn xuất hay là một trường lớp đào tạo gì không anh? Henry thì chưa có từng học những cái lớp diễn xuất nào hết. Trong 4 năm vừa qua thì Henry vừa làm việc và vừa học hỏi ở những cái nơi mà mình làm việc, gọi là kinh nghiệm thôi. Lần đầu tiên anh nhận một vai diễn, đó là vai chính trong MV của anh Đàm Vĩnh Hưng á. Thì lúc đó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì cái MV đó nó bắt buộc mình phải đánh giỏ, phải diễn tình cảm hay là diễn những cái rất là ác. Cái khó khăn là nhất là đánh giỏ. Mình phải luyện tập giỏ khoảng một tuần thì mình mới bắt đầu quay được. Và cái ngày đầu tiên đứng trước máy quay thì rất là run, tót hết cả mồ hôi ra, là không quên hết những cái bài giỏ mà mình đã luyện tập cả tuần lễ. Dạ. Đến với bộ phim Trên cả tình thân, như anh có chia sẻ là đó là một vai diễn mà anh đóng chính đầu tiên, là vai diễn Minh Hải. Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết một xíu về vai diễn này được không ạ? Nói về vai Minh Hải trong phim Trên cả tình thân thì đây là một anh chàng đạo diễn trẻ, một đạo diễn rất là nổi tiếng, mà nhưng mà anh này lại là một người rất là si tình. Tuy là si tình nhưng mà anh cũng là một người rất là chân thật. Nhưng mà trong suốt cái phim đó thì anh này đi yêu tới 3 cô gái lần. Hai cô đầu tiên thì không có thật lòng với anh. Nhưng mà xem cái phim này thì cũng thấy rất là tội nghiệp nhân vật Minh Hải này. Tại vì anh yêu ai cũng chân tình hết nhưng mà lại không có được người ta đáp lại. Phim này anh đóng với hai nữ chính là ai vậy anh? Henry đóng chung với lại Thiên Nga, với lại Minh Thư và Hải Nam. Mày thúc đầu tao như thế nào? Bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi như thế đó. Trúc, có gì từ từ nói em. Ra đây. Trúc hả? Mình đặt là Ngọc Trúc là chị nè, Ngọc Trâm là em. Anh muốn đóng tay em, cùng em đi qua hết quãng đời. Tại sao? Anh có thể phẫu thuật cho tôi thành người khác được không? Mình sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội lật tẩy sự thật này. Mình còn lại gì ngoài gương mặt khác? Mình không còn đáng sống trên đời này nữa. Em đã đặt giá trị đồng tiền trên cả tình thân. Riêng Hải Nam thì Henry đã chơi chung khoảng 3 năm trước. Còn hai bạn nữ thì Henry chỉ mới gặp đây trong phim thôi. Mọi người rất là hòa đồng khi mà đi quay phim, mọi người hỗ trợ nhau rất là nhiều. Đặc biệt là Henry, tại vì Henry không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có qua trường lớp. Cho nên phải nhờ những cái bạn nữ mà diễn chung với Henry bơm rất là nhiều cảm xúc cho Henry. Và trước khi diễn là các bạn đều hướng dẫn và chỉ thêm cho Henry để Henry có thể làm tốt hơn cho cái vai của mình. Anh có thể kể một xíu những kỷ niệm mà khi anh tham gia bộ phim Trên cả tình thân được không? Có một cái kỷ niệm, nó là một cái kinh nghiệm diễn xuất cho Henry. Tại vì
lần đầu tiên mà Henry tham gia phim truyền hình. Và cái vai này thì lúc này anh này ảnh đang cãi nhau với người bạn gái à, với người yêu của ảnh. Thì lúc mà diễn cái cảnh này Henry rất là hồi hộp. Tại vì trước khi quay á, là kịch bản cái phân đoạn này là tới 8 trang thoại lần. Trước khi quay thì Henry rất là hồi hộp, không hiểu, không biết là trời 8 trang thoại làm sao mà mình nhớ hết nổi. Ai cũng hồi hộp hết, riêng cả mọi người ekip trong cũng hồi hộp cho cả Henry và bạn diễn. Nhưng mà không biết sao lúc đó lúc mà bấm máy á, thì quay chỉ có đúng 2-3 take là được cho cái phân đoạn 8 trang thoại đó. Cảnh đó là anh cãi nhau với diễn viên nào ạ? Cảnh đó thì anh cãi nhau với lại Thiên Nga. Cũng có một cái điều thú vị nữa là trong phim á, thì vai của Henry với vai của Thiên Nga thì cãi nhau rất là nhiều, và có nghĩa là hai người giống như là đối lập với nhau, một bên ác và một bên thiện. Nhưng mà ở bên ngoài thì Henry là chơi rất là thân với lại Thiên Nga. Nói từ việc bị mất trí, chính cô đã cho cô ấy uống thuốc an thần, còn muốn hãm hại cô ấy. Em không muốn mọi chuyện bị xáo trộn trở lại. Thực sự làm hết cách rồi em mới làm như vậy. Anh hãy đưa lại đoạn video đó cho em đi. Hãy dừng mọi việc lại ở đây nha. Để có được cái thẻ nhớ này, cô phải làm cho tôi hai điều kiện. Một, trình bày với ban giám đốc là tôi không liên quan gì tới vụ bị lộ bản quyền. Trả lại trong sạch cho tôi, tôi không muốn bị mất uy tín và danh dự với ban giám đốc. Hai, là cô không bao giờ được động đến Trúc. Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Anh có cần thiết phải minh oan với ban giám đốc hay không? Cần chứ. Vì đó là danh dự của tôi. Trong cuộc đời này, có hai thứ không thể đánh mất. Đó là mạng sống và danh dự. Anh có thể nói sự đồng điệu giữa anh và nhân vật Minh Hải nó có cái điều gì đó giống nhau ở ngoài đời của anh không ạ? Có một cái cũng giống. Tên thật của Henry trên tiếng Việt là Hải. Thì đến đây là một sự tình cờ rất là vui là trước khi Henry về đây tham gia phim Trên Cả Tình Thân á, thì Henry cũng có đóng một cái phim điện ảnh Việt Nam do người Việt Nam mình làm ở Mỹ. Và ở bên đó thì đóng cái vai Henry. Lại có duyên với cái tên của mình nữa. Bên đó thì đóng vai Henry. Cái về Việt Nam thì mọi người lại cho đóng vai Minh Hải là trùng tên Hải nữa. Hai phim được trùng tên hết. Còn nói về tính cách của nhân vật á, thì anh chàng Minh Hải này là một người lãng tử, rất là phong trần. Thì Henry cảm thấy cái đó nó giống nó tương đồng với anh ở bên ngoài, tương đồng với tính cách của anh bên ngoài. Thì như anh đã nói ở bên ngoài đời á, em thấy anh cũng là một chàng trai khá là lãng tử và gọi là phong trần. Cả cái gu ăn bận của anh cũng rất là thời trang nữa. Cái hình mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào ạ? Anh thì không có hình mẫu nào cả, tại vì Henry nghĩ trong cái chuyện tình cảm á, thì nó tùy cái duyên và nó đến, và mình không chọn cho mình một bất cứ một hình mẫu nào đâu. Tại vì mình không thể nào biết cái lúc nào một cái người đó xuất hiện trong cuộc đời mình, và mình không thể nào tưởng tượng người đó sẽ như thế nào. Mình không tìm một cái mẫu người như thế nào, mình để cho nó đến tự nhiên với mình. Biết đâu mình nghĩ là mình gặp người đó, ban đầu mình gặp người đó mình không thích, nhưng mà khi tiếp xúc lâu dài thì mình lại có tình cảm với người đó. Cho nên là anh không có hình mẫu. Trong phim Trên Cả Tình Thân, ba nhân vật đó là anh quen cùng một lúc hay là anh quen từng người? Trong phim thì nhân vật Minh Hải này sẽ yêu ba cô gái trong ba giai đoạn khác nhau. Anh này là một người rất là si tình, có nghĩa là anh dễ siêu lòng với đối phương, nhưng mà anh không có lăng nhăng. Khi mà anh thích một ai đó thì anh rất là quan tâm và thương người đó hết lòng. Vậy thì cái tình cảm của nhân vật Minh Hải trong phim, họ sẽ được cải biến thái độ liên tục từ cô gái đầu tiên tới cô gái thứ hai tới cô gái thứ ba, thì cái tình cảm của nhân vật nó sẽ biến động ra sao? Đúng là anh này là một cái người rất là lãng tử, rất là đào hoa. Nhưng mà vô tình thì anh này gặp cái cô diễn viên đó thì anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thì khi mà anh này đã quyết định yêu một ai đó thì anh yêu hết mình và anh dốc hết sức của anh để mà anh có thể giúp đỡ cái người đó và quan tâm cho người đó. Còn người thứ hai anh yêu thì anh nghĩ là phát sinh từ một cái sự đồng cảm và một lòng thương hại. Chứ không phải là một cái tình yêu xét đánh gì đó. Tại vì thấy cô này khổ quá cho nên mới đi theo giúp đỡ, và sau này là thương quá cho nên trở thành yêu thôi. Thật sự ban đầu anh cũng không nghĩ em là Ngọc Trúc, vì khuôn mặt thay đổi sau phẫu thuật. Lúc đầu anh vẫn giữ nguyên tình cảm với Ngọc Trâm, chứ không phải là yêu em. Nhưng sau đó anh nhận ra ở em có tâm hồn thiện lành mà Ngọc Trâm không có. Anh bị cuốn hút bởi nhân cách của em, anh không thể ngăn được cảm xúc tim mình. Nghe anh chia sẻ thì cái nhân vật Minh Hải này khá có chiều sâu trong tình yêu ha. Giữa những cái cảnh diễn mà mình thể hiện cái sự nội tâm của nhân vật,
với lại những cái cảnh diễn mà mình phải bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài á, thì đối với anh những cảnh diễn nào sẽ gây khó khăn cho anh nhiều hơn? Đối với Henry chắc có lẽ là những cái cảnh mà mình phải diễn nội tâm hoặc là mình diễn cảm xúc nhiều á. Tại vì từ xưa tới bây giờ những cái dự án mà Henry tham gia thì Henry toàn đóng những cái vai gọi là vai ác và vai đểu không à, cho nên là cảm xúc luôn luôn bộc lộ ra. Yeah. Còn mà khi mà mình diễn những cái cảm xúc giống như là tình cảm á, thì nó phải từ bên trong, bên trong nó nhẹ nhàng. Tại vì Henry lớn lên ở Mỹ á, yeah, cho nên là cái cách mà người ta thổ lộ tình cảm hay là cách nam nữ quen nhau nó khác với lại ở Việt Nam. Yeah. Thì khi mà Henry tham gia cái vai đó thì Henry gặp khó khăn là không có kinh nghiệm mà. Không có cái kinh nghiệm trong, yeah, cái tình yêu, yeah, ở Việt Nam, với lại những cái lời thoại lần đầu tiên Henry nói ra từ miệng của Henry, cho nên nó cũng hơi gượng gượng, nhưng mà mình tập nhiều thì chắc ổn. Thì cái dự định sắp tới trong tương lai của anh á, là anh sẽ muốn mình hóa thân vào một hình tượng nhân vật như thế nào? Đối với Henry thì Henry luôn luôn tâm đắc những vai ác, những vai phản diện, đều. Nó bad boy. Thì đối với Henry là Henry thích phim hành động nhiều hơn. Dạ. Những cái phim hành động và những cái vai phản diện chứ không phải vai chính diện. Vậy thì ở bên ngoài anh có trau dồi về kỹ năng võ thuật của mình không? Hồi nhỏ thì Henry có học môn taekwondo khoảng 3-4 năm. Được đai gì vậy anh? Lúc đó mình lên được đai đỏ đen. Đỏ đen xong rồi mới đai đen đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó em cũng học taekwondo nên biết, em mới đai đỏ thôi. Ngoài sự nghiệp diễn xuất của anh thì anh còn có những đam mê khác giống như là du lịch, cắm trại và có cả đua xe nữa. Thì không biết là đối với anh cái niềm đam mê nào là lớn nhất? Đối với Henry là niềm đam mê lớn nhất vẫn là được đi du lịch, được đi khám phá khắp nơi. Ngày xưa Henry cũng có kể trên những cái chương trình khác là Henry là phật thủ anh. Đúng rồi, con cũng có thể xem là phật thủ, tại vì hồi xưa Henry đã 2 lần lái xe đi hết nguyên nước Mỹ. Thì lúc đó Henry đã đi được khoảng 40 mấy tiểu bang ở Mỹ, khoảng 80% của nước Mỹ, trên toàn nước Mỹ là Henry lái xe trên hết những cái nẻo đường ở trên nước Mỹ và đi tham quan đa số những cái danh lam thắng cảnh ở Mỹ. Và đến bây giờ thì Henry về Việt Nam, Henry chưa có cơ hội để mà đi khám phá Việt Nam nhiều, thì Henry hy vọng rằng trong tương lai gần đây Henry sẽ có cơ hội để mà được khám phá quê hương của mình. Hy vọng là trong tương lai gần đây em sẽ có cơ hội được cùng anh trải nghiệm một vòng Việt Nam để mình được thưởng thức những cảnh đẹp của Việt Nam mình. Như vậy thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn anh đã đến đây để dành thời gian chia sẻ và giao lưu với em cũng như quý vị khán giả, hiểu rõ thêm về nghề diễn cũng như là bộ phim Trên Cả Tình Thân. Em xin phép được chúc anh Henry sẽ có thật nhiều vai diễn ấn tượng, thật là nhiều dự án thành công để được khán giả yêu mến và biết đến anh nhiều hơn. Henry xin cảm ơn Quỳnh Quý. Henry cũng xin cảm ơn khán giả của kênh SCTV14 cũng như của chương trình Nhà Có Khách. Henry xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và mong quý khán giả sẽ đón xem phim Trên Cả Tình Thân trên kênh SCTV14. Huỳnh Quý xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo của chương trình Nhà Có Khách được phát sóng trên kênh SCTV14, kênh phim Việt. Còn bây giờ thì Huỳnh Quý và anh Henry xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.